60 tuổi trở lên nhá. Ở đây có mấy người 50 tuổi nhưng mà sẽ hát tặng những người từ 60 đến 120 tuổi nhá. Người trẻ thế. Em năm nay 61. Sướng thế. Sáu mươi này hát Thái Bình đất ăn chơi này, hát Hải Phòng này. Hải Phòng nhá. Em chị Mây hát ra bài hát Sẩm Hải Phòng. Hải Phòng mà tên đặt là đời, sông đi đem đất đi đồ thời đem dân. Từ từ, giờ mới mở cái bài.
liền 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 quay đầu.